rồi, tới rồi. Tới chưa? Tới ai rồi. Trong đời mà không nhậu rượu rồi nhậu bia. Rượu từ lúa nấu ra 2003 một xị. Bia làm sao sánh được, rượu là rượu, bia là bia. Hay quá. Đang trong mùng nằm với vợ, bạn gọi nhậu là mình đi. Vợ có nói năng chi, ta cũng đi cho bằng được. Bạn gọi ta là ta nhậu, vợ thì vợ mình đi thì đi. Có nhà hàng đâu mình lên cái gì mà quay vậy này. Uống rượu mà chuyên môn nói vậy à, đúng không? Đúng. Uống rượu mình phải lịch sự. Nhưng mà nói nghe nè, yeah. Mình uống rượu trên phương diện rất là công bằng. Ừ. Bây giờ rượu á, bây giờ bia là thằng này lo rồi đúng tao không? Tao lo bia rồi. Rượu chứ hột là mày lo rồi. Bây giờ tao, tới phiên tao, tao hùng. Tao hùng rượu này không phải là rượu bình thường. Rượu gì? Rượu này là rượu gia truyền. Dạ hả? Rượu này rất là quý mà chôn ở dưới đất 30 năm nay tao mới đào lên. Quý dữ vậy hả? Chính vì cái quý đó là mỗi khi đứa nào nói chuyện mà nghe hợp lý thì mới được uống. Đúng. Đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý không? Đồng ý. Tao nói như vậy hợp lý không? Hợp lý. Hợp lý tao uống mai. À. Sao nó hợp lý lẹ quá? Nó nói hợp lý là nó phải uống thôi. Nhưng mà ta nói rồi bay nghe. Về. Uống rượu á, ngồi vô bàn nhậu là phải chào bàn. Đúng rồi. Chào bàn để làm gì, không phải chào là chào anh đâu. Mà mình chào á là để làm chi? Dạ. Để là mình cúng ông thổ địa. Ừ. Cúng ông thổ địa để làm gì, mấy thằng nhậu say về hay ngã xuống đất. Ừ. Thì ông địa, ông mình cúng ông rồi, ông không có nhập vô mình mà dân chơi gọi là nhập thổ đó. Đúng không? Đúng không? Đúng. Tao nói vậy đúng không? Hợp lý. Hợp lý không? Hợp lý. Mày không? Nói hợp lý. Hợp lý tao uống ly nữa đã. À, hả? Ủa sao nó hợp lý hoài? Bây giờ mới là ly rượu để cúng. Cúng đi, cúng lẹ, tao quất ly coi. Thiên lên lên địa, lên lên giái ông địa, lên lên phù hộ cho hai ba thằng lưu lên. Đức bình yên trở về sau thời gian nhậu nhẹt say xỉn. Rồi xong. Rồi thằng này sai rồi, nó sai rồi. Vậy. Đổ dưới đất không đổ, tự nhiên nó đổ lên cái chân mình. Bội mày quá thiệt tình, tao phải lau chân tao. Sao mày lau chân tao làm gì? Mày lau chân tao. Bà mẹ. Sao mày đánh tao? Nó đổ rượu vô chân mày, sao mày đánh tao? Tao mày đánh. Sai rồi, sai, mày sai. Mày sai xỉn á. Tao đánh mày hồi nào? Sao mày đè chân tao mày lau vậy? Cái chân của tao. Cái chân. Cái chân của tao. Mày buông ra tao coi thử chân đứa nào. Không phải chân mình không ta? Phải kiểm tra trước khi trả về cho chủ. À nó dính trong này. Chân này của tao mày sai rồi. Chân này của tao đúng không? Đúng rồi. Tao nói như vậy hợp lý không? Hợp lý. Hợp lý không? Hợp lý. Hợp lý tao uống. Con sao nó hợp lý dễ quá vậy ta? Bây giờ mình uống này xong mình thề đừng có nhậu nữa đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rượu rất là tác hại. Đúng. Không nên uống rượu nhiều. Nên chúng ta phải thề. Thề là đừng bao giờ. Đúng không? Bây giờ trước mặt hai đứa bay tao thề. Tao thề với tụi bay rằng từ đây trở về sau tao không bao giờ uống rượu nữa. Đúng. Tao nói như vậy hợp lý không? Hợp lý không? Hợp lý. Không hợp lý. Mày mới thề từ đây về sau không uống rượu sao mày uống? Mày là con người hời hợt. Mày phải để ý từng câu nói phải đi đôi với hành động. Hành động sao? Tao đã nói rồi, tao nói tao thề từ đây trở về sau là tao không uống. Đúng rồi. Còn từ đây trở về trước là tao có quyền chứ. Đúng. Hợp lý không? Hợp lý. Hợp lý tao quyền. Mình phải nghĩ một cái gì nó hợp lý ta. Ê nè, tao nói cho tụi mày nghe. Thường là người ta thề vậy nè. Thằng chồng đi nhậu say sưa về, con vợ nó giận, nó chửi bới thằng chồng. Chồng nó anh thề với em, từ đây
trở lên anh không uống nữa, từ đây trở xuống anh uống, hợp lý không? Hợp lý. Không có hợp lý. Ủa sao không hợp lý? Không hợp lý bởi vì hành động không rõ ràng. Ừ, đúng. Sao rõ ràng? Nó nói đáng lý nó phải nói là từ đây trở đi hoặc là trở lên, nó phải là cho cái mức đàng hoàng. Nó quơ quơ giống vậy là đâu có hợp lý. Đúng rồi. Tao sai không là không được. Thằng này nó nói hợp lý nè. Đúng. Tao nó hợp lý tao. Hả? Tới viên mày thề đi. Đưa đây tao thề. Mày thề cái đã rồi mày mới được cầm lên uống. Ủa chờ uống trước thề sao không được hả? Hợp lý mới được uống mà. Tao thề với tụi bay, từ đây trở đi tao không bao giờ uống rượu nữa. Quất ly coi. Mời. Nhà mày ơi, nó thề từ đây trở đi không uống rượu mà sao uống được? Đâu hợp lý đâu. Mày không nghe kỹ câu nói của tao. Tao thề là từ đây mà ai chở tao đi á, tao không nhậu. Tao ngồi tại đây tao uống được. Hợp lý, hợp lý. Hay quá, hợp lý, uống ly cho tao. Nó sao dễ hợp lý quá tao. Đúng rồi, hợp lý đúng không? Tao khen mày rất hợp lý đúng không? Hợp lý tao uống nè. Hả? Ủa khen cũng được uống nè hả? Nhưng mà tao nói cho tụi bay biết nè, bỏ rượu đi, mình chuyển sang uống bia. Lỡ mình chết á, mình được lưu truyền từ đời này đến đời khác. Sao mày nói vậy? Bởi vì không... sao? Bởi vì khi người ta uống bia vô, lỡ người ta chết, đem chôn xuống đất làm một nắm mộ rồi cho một miếng bia, từ đó về sau có tên là mộ bia. Còn tụi bay uống rượu không bao giờ có cái tên mộ rượu. Tao nói hợp lý không? Hợp lý. Hợp lý tao uống. Không hợp lý. Sao hả? Tao nói cho mày nghe, bây giờ đất đai nó đang lên giá, con cái nó còn đào mã cha mã mẹ nó lên để nó bán đất mà. Đúng không? Đúng. Rồi cái cốt nó để đâu, qua bỏ vô cái hũ giống cái hũ rượu không? Cái đó đâu có gắn bia đâu. Thì cái đó phải gọi là mộ rượu. Mày không hợp lý, mày khỏi uống. Tao nói như vậy hợp lý không? Hợp lý, mày nói hợp lý. Tao uống. Mình nói hồi nó gài nó cũng uống à. Sao? Đây, tao nói cho tụi mày biết nè, uống rượu này không có tốt. Tụi mày biết sao không? Ai trong đời mà không nhậu, không khi nhậu rồi phải say. Nhậu đừng có lăn quay, khi vừa say phải lo về. Đang chạy xe đừng leo lề, vợ con mình không nhận ra. Tao nói hợp lý không? Tao uống không? Không hợp lý này. Khoan, mẹ nó nói, dễ thích. Nhà mày nghèo mà đi bộ, mày đâu có xe đâu mà mày leo lề. Tao nói hợp lý không? Hợp lý, rất là hợp lý. Đúng mày, không? Mày có thể uống rồi. Tao quất một ly coi. Thằng này không được ly nào đâu, tao dám chắc với mày luôn. Mình quá hợp lý mà. Đúng rồi. Bây giờ mày sao? Ủa mày muốn cái gì? Uống rượu là không có quấy lộn sao mày? Bây giờ sao? Nhất định là không được quậy đó. Không có quậy. Không quậy, hứa không quậy. Tao hỏi tụi bay nè, cái này phải chiếc dép không? Đúng. Không phải chiếc giày đúng không? Đúng. Chiếc dép phải không? Đúng. Hợp lý không? Hợp lý. Tao uống ly. Nó hợp lý mà. Nội cha nó gài tao à. Uống ly khó quá. Bây giờ tao hỏi mày nè, cái này là cái quần đúng không? Đúng. Không phải là miếng nùi dẻ đúng không? Đúng. Tao nói như vậy hợp lý không? Hợp lý không? Cái miếng này tao xài rồi, đụng hàng rồi. Không hợp lý. Không hợp lý thôi. Đúng rồi. Thôi nghe nè. Thằng này nói hợp lý. Mày đừng có dán quần, dán áo không tốt. Mình nhậu tăng 1, tăng 2, tăng 3 mình say rồi. Coi chừng trúng gió như tao nè. Đi đâu cũng uống rượu rồi bỏ áo quần lịch sự không? Đó, thấy chưa? Mày dán dán lên, mày nhậu hồi gió độc nó vô, cái mày trúng gió mày chết. Tao nói hợp lý tao. Không có hợp lý, tao chưa chết là không có hợp lý mày. Nhưng mà tao chết mới hợp lý đúng không? Đúng rồi. Trong khi đó trúng gió tao còn chưa trúng mà dễ gì chứ. Trời. Mày đừng gài tao. Bây giờ mày đố rồi, tao đố mày nè. Đố gì? Bà nội cha nó tao không uống được ly này, tao con tụi bay nè. Tao đố mày trong các con nó con nào bị lỡ nhiều nhất? Dễ quá, con ghẻ. Sai. Con xà mau. Sai luôn. Chứ con gì? Con đường. Sao con đường lỡ nhiều? Bây giờ nó đào hoài đó, nó lỡ nhiều nhất. Đúng rồi, nó đào lên, nó lắp, nó đào lên, nó lắp hoài à. Không đồng bộ là nó phải hư thôi. Bây giờ mày có đố không?
Không đó, bây giờ tao nói tụi bay nghe. Nói gì? Trong cuộc đời tao, tao rất là thương bạn bè. À. Tình thương mới thương á. Uống rượu á là rất là nhiều cái tâm sự. Tôi nói cho tụi bay nghe nè, bây giờ còn có mấy ly à. Khuyên đừng có uống nữa. Đúng không? Đúng không? Bây giờ uống rượu không có tốt. Uống vô nó tác hại lắm. Còn ly cuối cùng hay nhiều ly không biết, bây giờ mình cắt máu mình ăn thề đi. Đúng rồi. Tại trong phim Hồng Kông nó kết tình huynh đệ, nó cắt máu ăn thề. Bây giờ ba đứa mình coi thử tuổi đứa nào, tuổi không gì cả. Cắt máu ăn thề lì dân nhậu, tất cả phải dồn vô rượu. Mà rượu là phải uống rượu bổ nè. Đúng rồi. Rượu tào lao là không chơi. Kể cả khi nào mình cắt máu ăn thề cũng phải lựa cái con gì cho nó ngon lành. Đúng. Mày tuổi gì? Tao tuổi mùi. Con dê. Con dê, huyết dê ngon. Lấy huyết dê. Hả? Quý dê uống tành lắm. Tao là tuổi con rồng. Đúng rồi, rồng là quý hiếm, lấy huyết rồng nhậu đã lắm. Được. Xin lỗi tụi bay, rồng nó tiệt chủng rồi. Mày tuổi gì? Tuổi rắn. Được, huyết rắn là mày. Đúng rồi, huyết rắn nhậu. Uống máu rắn là pha rượu là bá cháy luôn đúng không? Ba giọt thôi nha. Lấy huyết nó đi. Lấy ba giọt thôi. À. Trời, mày giết người rồi, mày giết người, mày say quá rồi. Mày lấy ba giọt mà chơi con dao phay là sao? Xin lỗi mày. Lấy huyết rắn không có ai lấy ở cái tai hết, tại con rắn nó không có tai. Đúng. Lấy huyết rắn là phải chặt đầu bỏ cái đầu của mày. Mày sai rồi, thằng này nó sai rồi. Người ta nói chơi lửa, chơi nhà, chơi dao có thể chan hòa máu tái không được. Vậy chứ làm sao lấy quyết được? Tao tự xử. Hiểu cho nè, một giọt, hai giọt, ba giọt. Tao bây giờ tao là con rồng, tao lớn, tao uống chứ. Ê khoan, trước khi uống tao có tâm sự. Tâm sự. Hồi sáng tao đi khám nghiệm máu, xét nghiệm thấy dương tính HIV. Thôi mày uống đi. Mày bị cái gì? Sida. Uống rồi, uống đi. Mày uống mình mày luôn đi. Rồi cảm ơn. Tao uống luôn. Đâu có bệnh gì đâu, cái này quá hợp lý luôn. Trời ơi, ba thằng có hồn này, nhậu giờ này chưa chịu vô ngủ nữa hả? Hết. Ê, thằng nào mất dạy vậy mày? Chủ quán à? Chủ quán. Chủ quán mà tiếp đại khách khứa như vậy à? À. Đi ra còn mất lịch sự, bằng đồ ngủ nữa mày coi được không? Làm sao đừng thèm tới cái quán này. Đúng rồi. Quán nào ngồi cũng được. Mà uống rượu sao? Uống rượu làm cho con người mình mất lý trí, đúng không? Đúng. Bởi vì sau khi uống rượu vô mình sai cái quá, mình vào đầu có xong có rớt con trí, đi tìm con trí không có, thật là vô lý cho nên mất lý trí. Ta nói hợp lý, ta uống một ly. Vậy em ơi. Trí là TR là con trí, còn cái này mày kêu con trí mà vô lý. Tao nói như vậy hợp lý. Hợp lý. Hợp lý quá. Sao nó đơn giản quá rồi ta. Ta bây giờ còn có mấy ly cuối cùng rồi. Hai ba ly rồi. Bây giờ uống xong rồi tụi mình bỏ nhậu luôn nha. Đúng rồi. Cho nên mấy ly này quý lắm. Rất là quý. Cái chuyện gì mà nó buồn thật sự mình hãy uống, hoặc là nó vui thật sự mình hãy uống. Đúng rồi. Có đứa nào có chuyện gì buồn không? Sao mày khóc? Cái gì vậy? Sao mà khóc? Tao buồn quá. Tại sao mày buồn? Mày nói tao nghe đi. Ba tao mới chết. Ba nó chết, nó buồn nè. Mời mày luôn. Chết rồi. Ba nó chết rồi mày ơi. Rồi ai gọi điện thoại tới nữa vậy? Không biết buồn đang nhậu. Ba nó chết. Alo. Ừ. Rồi. Ừ. Ừ. Cái gì vậy? Tao uống ly, tao có chuyện vui. Ba tao sống lại rồi. Đúng rồi, ba nó sống lại nó vui rồi. Mà tao vẫn còn lý trí mà. Nó gài nó. Xin lỗi mày. Mày có buồn hả? Xin lỗi mày, đáng lý bác ta chết tao phải qua phun điếu. Tao không qua phun điếu tao cảm thấy tao có lỗi. Tao ái náy với lương tâm, tao buồn khổ lắm mày biết không? Mày biết không? À tao buồn. Tao chia buồn với. Chúc mừng mày, ba mày sống lại đó là niềm vinh hạnh cho dòng họ nhà mày.
Ngày hôm nay đáng lý ta tới chia vui với bác trai, nhưng mà bây giờ anh em đang ngồi nhậu đây, tôi tao gửi lời chia vui với bác trai. Vui quá mày ơi, tao uống. Còn mấy ly ít lắm, nhưng mà cho tao hỏi nè, cái này nãy mày nói cái rượu này rượu gia, rượu gia truyền là bây giờ ăn dài gì vậy? Cho tao uống ly này, tao buồn quá, cho tao uống ly này. Mày buồn chuyện gì? Hai thằng mày nói chuyện không có ngó ngàng tới tao, tao buồn quá, thôi tao uống. Hợp lý. Mà mày ngâm cái gì còn trong này có mà? Có một ly cuối cùng. Hả? Rượu gia truyền, rượu quý ngâm gì? Tao nói mày nghe, cái này là rượu gia truyền của gia đình tao chôn 30 năm rồi. Dạ. Vì tương yêu bạn bè tao đem ra tao chơi luôn. Nhưng mà rượu này cả một quyền thoại nha mày. Quyền thoại sao kể? Quyền thoại của hũ rượu này đó là bắt đầu từ câu chuyện ngày xưa. Ngày xưa có con mẹ bán dưa, bà cưa cái cẳng. Cần năm cái cẳng hả? Lộn. Ngày xưa có con trăng cắn lộn với con thằng lằn. Con thằng lằn chết. Không có, con trăng chết. Ngâm con trăng. Không có, người ta ngâm con thằng lằn. Tại vì con thằng lằn nó đã hút hết máu của con trăng rồi. Mà trong này có những con khác nữa. Con gì? Nó vào thăm rồi nó thấy rượu nó nằm trong này luôn. Có con bún của, con dế. Sao có dán cái đồ tùm lum hết trơn hả? Sao có con cóc nữa? Con dế. À, có con chằng hiêu nữa. Thủ cha tụi bay. Cái bình rượu xa bóp của ông nội tụi bay con không chừa đó hả? Bó tay tụi bay luôn. Mày chị uống vô nãy giờ như có người nào trong bụng nó so nó bóp á. Mày chị uống vô xong muốn đi tìm thằng đấm bóp giác hơi. Mày bị gì vậy? Tao giống như ai giận trên lưng mình vậy. Thôi toàn ly mày uống đi. Thôi toàn ly dán rít không mày uống đi. Thôi tao uống chi đổ luôn rồi. Mình đi tăng tư đi. Rồi đi kiếm chỗ khác nhậu mày ơi. Bia ôm nhậu ơi. Làm gì vậy? Dạ. Vợ con gì không ai tiền. Ông hai ơi. Khuya rồi nhậu hoài à. Đi vô ngủ đi, làm ơn đi. Bây giờ hai không vô hả? Em vô em khóa cửa em nhốt hai ngoài cho hai biết vậy đó. Khuya rồi cứ uống hoài. Ủa, con nhỏ này tiếp viên mới hả? Viên rơi nè. Bén quá bạn. Có đâu, nghe nó kêu là chồng mà. Dạ. Ê vậy trong này đứa nào có vợ? Ai có vợ? Trong khu vực này đứa nào có vợ? Nói nghe đi. Ê! Mày có vợ. Tại sao mày? Tại vì mày có đeo nhẫn cưới, mày tháo mày bỏ ở nhà. Bây giờ trên tay mày có cái viền trắng trắng, đúng không? Chết mày, vợ không mày. Lẽ vợ tao? Đúng rồi. Đúng sai cũng phải vô tìm hiểu cho biết. Anh đi vô ngủ đi. Nhanh lên nha. Vô ngủ. Nhậu riết à. Vô nha. Em đợi đó. Ê con này khác cái con hồi nãy mà. Không lẽ tao hai vợ? Thì là ba thằng mình sẽ có một thằng có vợ nữa. Là vậy là tao. Đúng không? Tao cũng giấu chiếc nhẫn như đúng mày. Mày cũng có nè. Vậy là hai con đó là vợ tao với mày. Đúng rồi. Thôi vô đi mày ơi. Chồng ơi. Nhỏ này khùng à. Sao hai đứa mình tới ba con vợ? Như thế rồi chia như thế nào? Đứa con vợ rưỡi. Đứa con là hai con. Chắc chắn là phải coi lại mày. Rồi. Nó có luôn nè mày. Ba thằng giấu nhẫn. Ba thằng đều có vợ. Vì là ba mình? Con đó là vợ ba thằng mình. Có nghĩa là ba thằng mình là ba anh em cột chèo. Phải không? Phải không? Nhà ở đâu? Nhà mày ở đâu? Khoan, chờ tao lấy giấy chứng minh tao coi. Tao lấy giấy chứng minh. Nhà tao ở 193 Đồng Khởi. Nhà tao ở đường Đồng Khởi số 193. Nhà tao ở Đồng Khởi 193. Ủa nói vậy ba thằng mình ở chung một nhà rồi. Vậy là ba thằng mình anh em hả? Không, phải coi lại có phải anh em ruột không. Mày tên gì? Tao tên Nguyễn Văn Lâm. Còn mày? Tên ta tên gì quên rồi ta. Ăn nhậu cho cố tới cái tên mình mà nó còn quên kìa. Hư quá. Nguyễn Văn Sơn. Còn mày? Hả? Mày tên gì? Để
tao lấy chứng minh tao coi. Trời. Nhưng mà nó chửi tao cuối cùng nó cũng quên. Nguyễn Văn Hải. Nói vậy là ba mình là ba anh em ruột. Lâm Sơn Hải. Ê, 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 bây giờ đã ba anh em ruột á, tại sao kêu mày tao? Đúng rồi. Phải có thằng lớn thằng nhỏ chứ đúng không? Đúng. Bây giờ tao sinh năm 1964 nè. Là tuổi rồng. Tao tuổi tỵ 1965. Tao tuổi mùi 1967. Tính ra là thằng này anh lớn. Mới tới số 67. Đúng rồi, số nó lớn. Nó lớn không? À. Rồi tới mày, rồi mới tới tao là Út nè. Tới thằng mày mất dạy. Từ trước tới giờ cứ kêu mày tao không à. Tao là anh hai. Mai mốt đi nhậu với anh là kêu bằng anh hai nghe chưa? Dạ biết rồi anh hai. Xin lỗi anh hai. Anh hai. Ông hai rồi. Ông hai. Đi vô ngủ, ngủ lên. Chốt chết hoài động chết với tôi à, đi vô. Anh hai. Anh hai, chị hai kêu vô rồi. Hai đứa ngồi đây chơi đi, để ông vô với chị hai. Bà hai này dữ quá. Anh hai, dám giữ hạnh phúc gia đình nha. Yên tâm. Em là Út mà, đúng không? Đúng rồi. Mình. Dù gái hay trai á, chị hai là đủ. Cùng nhau nắm tay tới chân trời, hạnh phúc. Chúc anh hai hạnh phúc. Đừng tiêm chích bừa bãi. Ông vô duyên, vợ chồng người ta tiêm chích kệ người ta đi ông. Chết thì thiếu hiểu biết. Má người ta hiểu biết người ta mới lấy. Bây giờ còn ta, à, anh với em. Anh ba, em là em Út. Út, anh ba Út đi uống bia không? Anh ba, anh ba. Ủa? Anh ba, thấy chồng em đâu không? À. Trời ơi, nhậu nhẹt vô rồi coi kìa. Mà đi đâu rồi? Anh, tí ảnh nó về nó ảnh vô ngủ nha. Mà mấy anh thôi ngưng đi, đừng có nhậu nữa. Ngày nào cũng nhậu hết. Bực bội. Nó đi chưa anh ba? Đi à. Con vợ em nó kêu em vô ngủ chứ để nó giết em chết. À, thôi vô đi. Hạnh phúc gia đình trên hết. Dù gái hay trai chỉ hai là đủ. Đừng tiêm chích bừa bãi. Hoài bảy bả hoài. Em nói là chính xác thôi. Đâu làm gì có vụ bừa bãi. Đừng chết gì thiếu hiểu biết. Bây giờ đâu còn ai nhậu mình đâu. Bây giờ mình cũng vô kiếm phòng mình ngủ luôn. Cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi. Ơi má. Cái gì mà la la? Má coi nè thằng. Trời ơi. Hai chị ơi. Trời ơi, hai chị em bị làm cái gì buông vậy? Ra. Sao sao con đi vô gì phòng? Vậy? Hả? Gì con thấy được không? Trời ơi. Dạ với con mà con muốn có con với nó mà nó. Má xử cái vụ này giùm tôi đi. Cái vụ gì? Tại sao con vợ của tôi muốn có con mà nó không cho? Trời đất ơi. Trời đất ơi, đây 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 là vợ của ông. Đây nè mà nhìn có con nhỏ này là ai? Nhìn đi. À, cái cách thủ thế này là chính xác à. Ê, vậy anh hai tại sao anh lấy vợ tôi? Ủa? Vợ mày đây rồi, vợ tao đâu? Cái thằng dịch vật mày nhìn kỹ có ai đây nè? Ai đây? Bà. Tại sao bà cả gan mà lăn lòn với thằng Út? Trời ơi, cái này là anh hai của mày, mày mới là thằng Út đó. Thấy ai không? Má mày nè. Má chứ phải gì vậy hả? Cho cái chết. Em yêu nếp vào lòng. Trời ơi, cái gì vậy? Học kề trai ta nói chuyện ngày xưa. Trời đất ơi, coi chừng té ba mày. Trời ơi, em ăn cái gì mà em mập quá vậy em? Trời ơi, nói với em rồi. Có bốn thôi, đừng đi giải phẫu. Bây giờ sao xuống ruột hết vậy? Ủa? Em dễ thương cho hôn bé con. Sao mặt em già quá? Thôi đi. Nè ba mày, ba mày chồng của má nè. Ba hả? Má hả? Ừ. Với con vợ tôi đâu? Con vợ tôi đâu? Hả? Con vợ tôi đâu? Con ba vợ sao? Con ba đâu rồi? Con ba đâu? Má! Ba. Hả? Con trời vợ tôi đâu? Tôi vô tôi lôi cổ ra coi. Trời ơi. Con vợ đâu? Mấy bà dạ, uống rượu riết đi. Uống rượu riết đi rồi, đi rồi nhìn không ra ai hết trơn hết trời à. À sao vậy? Con vợ ở đây à? Là đâu? Hả? Ừ. Tôi sợ ông bị bệnh. Bệnh cái gì bệnh? BD. BD. Liễu coi nè. Cái gì vậy hả? Ông nhìn đi, cái nhà này bây giờ loạn hết trơn à. Còn các ông kìa, vô lộn phòng và ôm lộn người nữa. Còn tại sao vậy hả? Tại rượu. Đúng rồi, uống rượu sai nên mất lý trí. Được. Bây giờ muốn tụi nó tỉnh rượu thì phải làm sao bà?
cung phu. Ừ. Có tóc đâu mà nắm. Nắm không được. Nè. Tiếp tục làm cho nó bỏ rượu.